Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cho biết là địa phương còn nhiều khó khăn, tỉnh Gia Lai xác định lấy chuyển đổi số là cơ hội để bứt phá vươn lên, là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 04 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu chuyển đổi số tạo ra giá trị tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động của tỉnh, thay đổi mô hình khởi nghiệp kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Gia Lai trở thành tỉnh có kinh tế xã hội phát triển khá trong khu vực miền Trung Tây Nguyên vào năm 2030. Đây là những nhiệm vụ lớn với nhiều nội dung mới, phạm vi triển khai rộng, tác động đến việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Do đó, Gia Lai cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, nhiều cấp ngành, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ viễn thông có uy tín như tập đoàn VNPT. Với quan điểm cùng hợp tác hỗ trợ toàn diện theo phương châm cùng đồng hành và phát triển, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và tập đoàn VNPT là sự kiện khởi đầu cho quá trình hợp tác chuyển đổi số được mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn của hai bên trong thời gian tới, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cam kết, với những kinh nghiệm nền tảng mà VNPT có được, đồng thời bám sát chương trình chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai, VNPT sẽ phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt và xác định triển khai những giải pháp hạ tầng số, sản phẩm, công nghệ số phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để góp phần cải thiện chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai qua từng năm. Nhằm đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Gia Lai và tập đoàn VNPT, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long và Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Huỳnh Quang Liêm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và tập đoàn VNPT. Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ hợp tác chuyển đổi số trên 5 nội dung: hợp tác triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, hợp tác phát triển chính quyền số, hợp tác phát triển kinh tế số, hợp tác phát triển xã hội số và đào tạo, hợp tác chuyển đổi số trong một số ngành lĩnh vực ưu tiên.